À, chị tên Nguyễn Thị Tuyết Nhung Dạ yeah. Hôm nay chị Nhung kết nối là để kiếm ai chị Nhung? À, chị tìm ba của chị á yeah. Dạ Rồi à, hồi đó là thất lạc nhau ra làm sao chị kể cho em nghe Như là Chị thì hồi nhỏ thì chị không có biết nữa Mẹ chị khi mà mẹ chị Hồi đó mẹ chị còn sống á Thì mẹ chị nói là hồi đó ba chị đi đính xuống Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang mình á Kiên Lương Hòa Điền á là đi xuống đó thì mới cặp với mẹ chị là mới có bầu với chị có bầu là đẻ là chị đó yeah. nhưng mà khi mà lúc có bầu đó là ba chị đóng quân ở ở kiên lương đó xong mà mới là dời đi xuống gạch sỏi mình yeah. xuống gạch sỏi giá mình đó thì đi xuống dưới đó đó là được bao nhiêu mấy tháng gì nữa đó là mới cũng như là đi trò đi đi lính mà tròn nhiệm vụ rồi hai năm mày đó là mới đi về quê lại quê là quê ở Vĩnh Long, quê ở Vĩnh Long Tam Bình đó là mẹ chị hồi đó mẹ chị còn sống mẹ chị kể là ở Vĩnh Long Tam Bình yeah, là quê ba chị ha đúng rồi ở Vĩnh Long Tam Bình yeah. nhưng mà mẹ chị nói là tới uh, Tam Bình đó là có một cái cầu mới đi qua một cái cầu đó đó là chừng một cây số vậy đó Là có một Cũng dạng như hồi đó ở dưới quê đó Là có một cái chòm đó là ba bốn cái nhà Là bên dòng họ bà con thôi Đó là hồi đó ba chị ở Vĩnh Long đó là ba chị nuôi dịch yeah. Nuôi dịch Rồi ở đó người ta mới đã kêu ổng là bằng ông Năm Hục Dịch Năm Hục Dịch yeah. Rồi Khi mà đi lính á Thì mẹ chỉ nói khi mà đi lính á Là ổng tên ông Năm Đỗ dạ yeah. uh -huh. chỉ biết vậy thôi chứ chị cũng không có biết thông tin gì nhiều nữa dạ yeah. rồi mẹ chị mất thì hồi, hồi mùa hồi năm covid á là không phải bà mất covid mà bà bệnh già mà bà mất campuchia đó thì trước đó là mẹ chị không có mất đó, là chị cũng có đi tìm xứ uh, vĩnh long tìm hai lần nhưng mà mình đâu có biết ở đâu đâu bởi vì mẹ chị không có biết uh, cái chỗ đó luôn. Là bây giờ nó thay đổi nhiều quá. Không có biết. Dạ. Yeah. Cho nên là tìm không có ra. Vậy là ba mẹ chị là quen biết nhau vào những năm nào và chị sinh năm mấy? Chị sinh năm 72. À vậy là ba mẹ chị quen biết nhau chắc là trước năm 72 ha? Đúng rồi là mẹ chị nói là năm 71 á. Dạ. Yeah. Ừ. Là ở Kiên Lương hả chị? Quen Kiên Lương, Kiên Giang kiên lương, ha? Kiên Lương, ừ. Kiên Lương... À... Kiên Lương, Kiên Giang mình, nhưng mà là xã Hòa Điền. Ừ, là biết nhau ở đó. Dạ đúng rồi. Ở dạ. Đó biết nhau đó. Rồi quê ba chị thì ở Tam Bình, Vĩnh Long. Đúng rồi. Và người ta hay gọi là ông Năm Hột Vịt hoặc là gọi là Năm Đỗ. Đúng rồi, Năm Hột Vịt. Nó là Năm Hột Vịt, nhưng mà khi mà mẹ chị nói á, là hồi đó đó là khi mà sanh chị được sáu bảy tám tháng gì đó là mẹ chị có ẩm đi xuống đó kiếm ba chị một lần. Yeah. Nhưng mà khi tới xuống dưới đó là kiểu như mẹ chị nói là kể lại là ba chị ẩm trên tay đó là chị cũng biết cũng như thò tay vô túi lấy hộp quẹt, lấy gói thuốc rồi vậy đó. Mm. Nhưng mà khi xuống dưới đó là mẹ chị nói là ba chị có thêm một người khác nữa, một người vợ sao nữa mm. là bị vì ba chị là có một người má lớn rồi được ba đứa con gái. Đó là mẹ yeah. chị kể nha. Yeah nhưng mà khi mà mẹ chị xuống đó đó thì má lớn cũng cũng dẫn tiếp đãi bình thường nhưng mà mẹ chị nói là đi xuống dưới là thấy ba chị là có thêm một người khác nữa cho nên là mẹ chị mới giận giận là mới ẩm là 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 là, là chị đi về là từ đó tới sau là mất liên lạc luôn chà ừ, ừ. vậy có nghĩa là khi ẩm về thì thấy có má lớn và có mấy đứa con rồi nên là má giận rồi má mới ẩm con ẩm chị trở về lại không không mẹ chị kể là hồi đó đó là má chị biết ba chị là có má lớn có con rồi à cũng biết Nhưng mà, luôn. Khi mà má à. chị đi xuống dưới đó là má lớn cũng chấp nhận chứ không phải là không à. nhưng mà xuống dưới là ba chị mới có thêm một người sao nữa trời. sao mẹ chị nữa trời vậy là có nghĩa là ba dòng đúng rồi làm khi là mẹ chị biết á là nói là đi xuống dưới làm là biết là ba dòng rồi đó rồi. mẹ chị mới giận mới ẩm con chị đi về rồi có nghĩa là cái dòng đầu đó thì là mẹ chị đã xác định được rồi là không có giận đúng gì rồi, hết trơn á. Mà dòng đầu đúng cũng rồi. chấp nhận mẹ chị luôn, dòng đầu cũng chấp nhận luôn. Nhưng mà không ngờ lại đang có một dòng nữa. À đúng rồi đó. Cho nên là mẹ chị giận, mẹ chị mới ẩm, chị về là từ đó về sau là không còn liên lạc nữa. Dạ. Yeah. Nhưng chị... mà hồi đó, đó là, chị, chị nói thật với chú là hồi đó là uh, mẹ chị, là lúc mẹ chị còn sống á. Mà lúc đó chị còn kiểu như mình còn ở với ông xã đó thì cho nên là lúc đó khổ lắm không có đi tìm ba mình được chứ ý mà ý vọng của chị là ước nguyện là mình đi tìm cũng như thí dụ bây giờ ổng có mất đi nữa mình cũng biết một cái mã mồ hay là cái gốc gì đó cho mình mãn nguyện đó là khi mà mà hồi đó là chị chị còn ở với ông xã chị đó nhưng à. mà khi sau này chị thôi ông xã chị rồi chị cũng vẫn đi tìm hai ba lần nha nhưng mà không biết tại vì chị dắt má chị đi nữa nhưng mà khi là bà nói là Hồi đó bà quá hiền đi cho nên là bà cũng như là bà nói là bà bây giờ bà không nhớ nữa. Dạ em ừ. nói ví dụ như đó ngoài tên của ba chị ra mà mẹ chị mà có biết được tên bà lớn hoặc là tên bà nhỏ hoặc là tên của các anh ấy, thì nó rất là dễ kiếm. Đúng. À, rồi. Dạ bởi vì ở cái chỗ là đề phòng cái trường hợp là ba chị cái tên năm Học dịch đó thì cũng giống kiểu là tên cái địa phương vậy thôi chứ không biết người có rồi. có có ấy không có nhiều người biết hay không rồi cũng không biết là tên trong chứng minh là tên không biết có phải là là tên năm độ không. Không bởi vì Bởi vì nói thật với chú <laughs> hồi đó chị chị giấc mắt đi đi đó chị cũng buồn lắm. Chị tức á chị nói cũng như là Một một người phụ nữ mà tại vì đó má chị kiểu như là má chị cũng có một đời chồng trước nhưng mà ba chị ba chú chị hồi đó cũng đi lính. Rồi mới mất mà khi đó má chị còn trẻ lắm, má chị mới 25 tuổi là mới gặp ba chị đó. Chị mới nói cũng như là tại sao mà má cặp với ba mà đến đã có bầu mà đẻ con nhưng mà má có từng đi xuống dưới nhưng mà má không biết má lớn tên gì không biết ông bà nội tên gì là ba con hỏi gì má không biết nữa là còn cái đường nào nó con không biết được nói luôn bà quá hiền yeah. mẹ, mẹ chị hiền lắm từ nghiệp lắm yeah. bởi vì chị chị nói đi dắt bà đi mà chị trách bà chị nói cũng như là đi xuống tới đây nhiều lần lắm mà nhưng mà con hỏi má hoài má không biết là Hồi đó má lớn tin gì chứ phải mà biết á, thì bây giờ mình mò ra xuống đó được. Nó ngay hồi đó chị có đi tìm ba chị xuống dưới đó nó có chị cũng có nhờ mấy anh ở dưới ở dưới mà xã ấp Vĩnh Long ở dưới đó. Người ta cũng có hỗ trợ cho chị cũng nhiều lần nhưng mà người ta nói là phải biết ba mình họ gì, hồi đó đi lính đơn vị nào thì người ta mới tìm được nó mau. Nói, nói chung dễ, là hồi đó. Ừ. Đúng rồi nhưng mà hồi đó nhiều năm hồi đó là chị chưa biết chú. Yeah. tại vì hồi đó à, à, chị chị với à, lại chị coi chương trình chú rất là nhiều chú đi thiện nguyện rồi chú à, kết nối yêu đương nói chung là rất là nhiều chú chị thích lắm nói là rồi sao thờ mai chị lên đây chị ở nè trên đây nè cái chị gặp chị nhung đó chị chị dung đó là bạn của chị thị mà quen ở đây yeah. rồi chị mới kể nói vụ uh, em đi tìm ba em mà chị em thích chương trình Tướng vĩ rồi này nọ cái chị đấy ơi à, sao em biết nữa. đấy dạ em thích coi chương trình đó lắm chị trời Tướng vĩ là em kết nghĩ với chị nè yeah. nó vậy hả chị vậy thôi chị... sẵn là chị mới nói là chị kết nối với, uh, dùm cho chị nhưng mà em nói là em uh, hồi sáng này chị mới hỏi uh, là chị có nhắn tin cho tướng bị chưa nói em có là chị nhưng mà em chưa có thấy chú trả lời. Dạ. Yeah. Cái chị mới nói thôi để chị chị nói giùm cho em nữa nó thôi yeah. em cũng cảm ơn chị. Dạ, yeah. chị Nhung hôm trước có xuống đây chơi nè. Chị cũng chị Nhung là một mảnh thường quân đó là cũng ừ. giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn lắm trong thời gian qua thì chị hỗ trợ được cho rất là nhiều qua ừ. đây thì cũng cũng thật sự là rất là biết ơn chị Nhung thì chị nhờ em cái việc chút xíu vậy không lẽ em làm cũng được <laughs> nên, là, nên là em gọi Đúng chị, là chị cũng, cũng... À, nhờ chị cho nói thôi vậy, vậy chị giúp em nói với tướng vĩ giờ mà nói chung là em thấy chú cũng mát tay với lại chú cũng uh, uh, tốt bụng mà em thấy rất là nhiều vụ được hết trơn thôi về chị chị gắng giúp giùm em chị nói thôi em cứ để đi để chị chị nói dùm yeah. cho nó dạ tại vì à, chị ở trên đây này chỉ lại cà phê quán đối diện nhà nè cho yeah. à, nên là chị biết thấy chị cũng nhiều lần chị mới chọn tướng Vĩ nó em út ơi chị không Thôi để chị nói dùm cho yeah. bởi vì chị nói cũng như là nếu mà chị nhắn tin không thấy chú trả lời nữa thì chị à, sắp xếp thì chắc chị có, có <laughs> đi xuống dưới chú luôn yeah. tại đi, đi xuống hỏi thăm chú ở đâu là chị đi tìm chú cũng như là thấy để mình trực tiếp nó cũng dễ hơn. À, thôi vậy cũng tốt rồi chị. Nói chung là cái điều quan trọng nhất là chuyển tải cái thông tin nó rõ ràng vậy là ok rồi. Thì cái cái hy vọng lớn nhất á là hy vọng địa phương ở đó là người ta có biết được ông năm học dịch hoặc là hay gọi còn gọi là năm Đỗ mà có ít nhất là hai dòng con chỉ nữa là dòng thứ ba. À, thì hy vọng là có cái đặc điểm đó thì hy vọng địa phương người ta cũng có thể biết được và cái cái điều mà em thấy hy vọng nhiều nữa là bởi vì cái địa bàn thì là nó cũng đã thu hẹp trong cái phạm vi là của à, huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long. Yeah. À, chị hát. Yeah. Thì, à, chị chị cũng 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 mong cho cho gặp được à, mà ba chị chị nói cũng như là chị ước nguyện là gặp một lần rồi ví dụ ông có mất. á thì mình cũng biết mã mồ một lần cho cho nó mãn nguyện chứ chị cũng đi yeah. tìm nhiều hồi đó chị ở với chồng chị chị khổ lắm nhưng mà chị cũng ước nguyện cũng đi tìm hoài luôn nhưng mà hồi đó đó là con còn nhỏ vậy lại mình mình không có không có dịp để đi rồi chị thôi từ ngày chị thơm xã thì giờ là nói chung là chị cũng đi tìm nhiều lần chị thôi 10 năm rồi nhưng mà chị yeah. cũng đi tìm nhiều lần đó, nhưng mà không gặp Dạ, yeah. thì biết đâu được rồi cái duyên, bởi vì thật ra thì nó nó cũng có cơ sở để tìm chứ không phải là không. Thì biết đâu được rồi ở trong cái địa phương người ta biết được ông Năm Hục Dịch. <laughs> thì cũng hy vọng như vậy đó. Dạ. Dạ. Yeah. 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 mẹ chị kể rõ đó là khi mà mà nói là ổng hồi đó ông đi lính là ông tên ông Năm Đổ. Dạ. Yeah. Ừ mẹ chị nói như... nhưng mà mẹ yeah. chị kể rõ là khi mà ở cái thời hồi đó đó là ơ, đi lính đâu mấy chục năm gì chứ là một tờ giấy số là nhiêu 200 hay 100 gì đó là ổng đi đi lính ở dưới đơn vị mà dời xuống là sỏi nghe là ổng trúng một tờ độc đắc nữa đó. mẹ chị nói như... yeah. mà mà ba chị là chị có thằng trai út á năm nay nó 29 tuổi rồi hồi đó mẹ chị còn sống mẹ chị nói là con thằng trai của chị nó giống ông ngoại nó dữ lắm à. giống dữ dằn luôn vì à. chị thì chị không biết ba chị nhưng mà mẹ chị nói là con mẹ thằng này nó nó giống ba ông ngoại nó lắm à. tóc thì quăng mà cao mà đen à, vậy hả có tóc quăng nữa hả tóc quăng nữa trước quăng à em cũng hy vọng là sau khi đăng tin lên đó thì là những người con của chú năm cũng có thể là là nghe là nhận diện ra được đó chị nhận diện ra ừ. được là ở cái chỗ là là ba của mấy anh là có đi à, lính ở kiên lương yeah. thì có cái đặc điểm đó thì em nghĩ là cũng có thể à, có khả thi để tìm đó thì à, em đăng tin lên rồi có ai báo tin gì thì em sẽ cho chị nhung biết nha à, Vậy gì à. thôi chứ những ngày chị à... À, cũng cảm ơn chú trước. Với lại chừng nào mà chú có đăng á, thì chị cũng à, à, cảm ơn à, cộng đồng à, trong nước ngoài nước à, mà giúp cho chị nếu mà có tìm được như vậy đó thì chị sẽ hậu tạ 10 triệu. ờ uh. Rồi cũng hy vọng là bữa nào có dịp kiếm được ông năm hộp dịch thì xuống dưới đó mình đi thăm ba. <laughs> Nói chung là chị cũng à, chị cũng hy vọng đấy chút Nói chung yeah. là chị cũng hy vọng. Dạ. Yeah. Rồi giờ em đăng tin cho chị nha, rồi có ai báo gì em cho chị hay. Ừ. Rồi chào chị à, ha chị, chào chú nha, yeah, Chúc yeah, yeah, yeah. chú mọi người sức khỏe. Dạ dạ dạ. Bye bye chị. Ok, chú là vợ Thái. Dạ, chú Thái. Rồi hôm nay chú Thái kết nối là để kiếm ai chú Thái? Dạ, kiếm uh, chị, uh, chị gọi là chị dâu đó. À, kiếm chị dâu. Và chị dâu của chú tên gì? À, vợ thì Thú Thủy. Dạ, rồi uh, cô Thủy là năm nay là khoảng bao nhiêu tuổi chú? Năm nay vào khoảng uh, ngoài 80. Ồ, oh, ngoài 80 rồi, rồi cái câu chuyện như thế nào Chú Thái kể cho con nghe Nó diễn ra như thế nào, thất lạc nhau Đại rằng trước sao Trước đây cô ừ. à, Trước đây cô là à, Cô giáo dạy trường hâm nghi Tại thành phố Huế yeah. à, Năm 1964 Đến 1965 yeah. Rồi Ông anh của chú Là hồi đó chưa vợ yeah. Nhưng mà đã gặp à, cô Tại trường à, dài trường hâm nghi tại thành phố Huế nên sinh được một đứa con. À, à. thì đúng lúc giải phóng lên thì có như là là là, là 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 người đi một ngả mà cô đó là người người tuy dạy người trường hâm nghi nhưng mà trường à, nhưng mà cô là người ở nóng ở tuổi cho nên khi giải phóng lên một cái á, là có như mọi người mọi nhà thành ra mất tích mà được con á, là, là tên á, là hồi đó sinh ra được khoảng 3 ngày thì mẹ của chú á, là lên bồn tại bệnh viện thành phố huế để mà về nuôi à, thì khi bây giờ á, là được con á, là lâm thị tuyền năm nay yeah. nó là năm nay nó là năm mươi sáu năm mươi năm tuổi rồi dạ yeah. nhưng mà nó muốn kiếm uh, tìm tưởng vị nhưng mà nó không biết cái cách thức nó giờ giờ chủ để mà tìm mẹ nó à à đó. cái câu chuyện là 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 như vậy đó dạ yeah. à vậy đó ha vậy là có nghĩa là vậy là bên nội ẩm về nuôi vâng và yeah. còn người mẹ đó thì đi đâu sau đó là không có biết hả chú Dạ vâng, khi mà người mẹ đó sinh ra là muộn cho thì ông anh biết được thì nói với bà mẹ là cách chắn bà nội kỳ kỳ có tuyền lắm dạ. đó dạ. Yeah. Yeah. là thế nào vợ nhưng mà đưa cho 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 bà, bà nội nuôi là lắm tuyền à, hoặc là tên xin hồi đó yeah. cho nên như bây giờ được con ở Mỹ yeah. về một thời gian rồi nhưng mà gọi của chuẩn bị chuẩn bị không bắt Yeah. cho nên chú có gọi lại đây thì có chứ là chú muốn á, gọi tuần vì nếu trường hợp cộng đồng mạng hoặc là ai mà tìm được á, là tôi xin hậu tạ 2 ngàn đô. Dạ yeah. thưa chú là vậy là cụ thể là chị Tuyền là sinh vào năm mấy chú? Chị Tuyền là sinh vào năm một 1000... ngàn một khoảng năm nay cũng cũng hình như hồi nãy chú nói cũng là đã là năm xong. năm nay là nó 59 tuổi rồi Ờ, à, 59 tuổi và yeah. và yeah. vậy là chắc là khoảng chừng sinh năm 1964 gì đó hả chú ha vâng, 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 rồi đó. À, phải không chú dạ vâng đúng yeah. là Dạ, yeah. dạ 2023 ba uh, trừ đi 1964 À, đúng rồi năm nay 59 tuổi, khoảng sinh năm 64 ấy chú. Yeah. Vậy thì người mẹ thì cũng là lớn tuổi rồi chú ha, năm nay cũng khoảng là 80 hả chú ha? Ngoài 80 cỡ đó. Yeah. Yeah, đúng rồi ngoài 80 rồi. Cho nên á thì thưa chú cái việc này là cái việc cũng hết sức là khó khăn, bởi vì cái người mẹ quá lớn tuổi ấy chú. Thì uh, cũng hy vọng là bên bên gia đình bên ngoại đó có nghe được hoặc là những người em của chị Tuyền à, có thể là à, sau đâu, đâu, đâu. dạ có thể rằng là cô Thủy cũng sẽ lấy chồng sau. À dạ. thì để mà nhận biết cô Thủy thì là trước đây cô Thủy đã từng là giáo viên dạy ở ở trường Hàm Nghi chú ha. Hàm Nghi thành phố Huế. Dạ. Trước đây đã dạy ở trường Hàm Nghi thành phố Huế. Dạ vào vào những năm mươi mấy đó chú ha. Dạ vâng. Dạ rồi vậy con nắm được uh, trên cơ bản như vậy rồi con sẽ đăng tin rồi hy vọng là có ai uh, biết được uh, thông tin liên quan đến cô thủy thì hy vọng là cộng đồng người ta sẽ lên tiếng hết chứ. dạ vâng dạ yeah. nếu có thuận đa à, cộng đồng mình lên tiếng mà nhìn được thử adn trống đó, là tôi xin hầu tà 2 ngàn đô yeah. rồi uh, hồi nữa đó chú là chú gửi qua cho con vài tấm hình của chị tuyền á dạ yeah. Để em chọc để nó nó về nó về bị rồi cho nên dạ. dạ. để chú lên van về mà vài một tuần là chú về bị lại. Dạ rồi thì nó um... là chủ mà, nó, nó gọi hình cho 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 tôi tuần về. Dạ thì liên hệ với nhau á chú. Liên hệ với nhau dạ. qua Messenger má, nè rồi kêu chị gửi qua cho chú hoặc là kêu chị gửi qua cho con cũng được. Ok. Dạ dạ. Rồi dạy nha chú nha. Vâng. Dạ, vậy dạ. dạ, thông tin chỉ có vậy thôi chú Thái ha. Dạ thông tin ngắn ngủi tại dạ, 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 dạ. vì là dạ. bây giờ mà tìm ra còn chúng đi mò kim về đại biệt đó. Dạ. Nhưng mà đôi lúc có cái duyên. Dạ cái đúng. Duyên của Tuấn Vĩ á, vì chủ hai nghe tin Tuấn Vĩ hoài. Dạ. Tìm nào mà coi. Ôi trời, quá quá giỏi luôn tìm lên. Đó là một cái duyên của Tuấn Vĩ đó. Dạ. Theo con nghĩ nên đấy chú. là chú, nghe hết. Dạ, theo con nghĩ là đúng thật sự là tất cả là chờ vào cái duyên đó chú. Có nhiều uh, thông tin thì cũng cũng có vẻ như là nó hơi mơ hồ nhưng mà nắm được một vài cái chi tiết nào đó mà đúng vào trúng cái người biết á, trúng cái người biết người ta nghe được á. Thì uh, như câu chuyện của chú trình bày hôm nay cũng vậy nè. Thứ nhất là người mẹ tên là Thủy nè. À, hồi nãy chú nói họ gì con quên rồi. Võ thì Thu Thủy. Dạ, Võ thì Thu Thủy. À, đó thì trước đây đã dạy ở trường Hàm Nghi Huế thì cái việc đó rất có thể có nhiều người liên quan chứ rất có thể nhiều người liên quan. Vâng, vâng. Yeah. Thì đôi lúc ba cô, chị còn mất nữa, Sớm nữa thì có chị, em của chị mà để đồng một để cái nguồn gốc của 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 mẹ của đó. À yeah, đúng rồi, ừ. yeah. thì đó là một và, cái và điều. Đi nữa. Yeah. Và đi nữa, và đi là về này. Yeah. À bây giờ chủ uh, chủ ở Việt Nam cái so số phone này mười ngày này có chủ về mỹ là số so phone của chủ là sáu một bảy ở tại yeah. Boston Massachusetts rồi chủ về, rồi chủ về á chủ còn liên hệ Bên bên chủ công ty một, một 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 thân nhân nữa nhưng mà à. bây giờ làm cái gì đà rồi bị yeah. đâu có cái chủ gọi Tuấn vĩ sáu sáu ở tại Boston Massachusetts là Tuấn bị bắt phone cho chủ dạ thưa chú là mình làm việc qua cái 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 messenger này còn cái phone okay. kia thì con không có ghi hình được nên là dạ nên là chú liên hệ với chị Tuyền sớm và cho cháu mấy cái tấm hình nha chú dạ vâng vâng dạ 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 rồi vậy con chào chú nghe ok cảm ơn Tuấn gặp nhiều may mắn dạ dạ chứ dạ bye đây okay. chứ